Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Liên quan đến vụ ông Lưu Bình Nhưỡng bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản, Công an tỉnh Thái Bình đã có văn bản gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị ra soát, cung cấp thông tin liên quan đến các văn bản kiến nghị, phiếu chuyển đơn hoặc văn bản khác do ông Lưu Bình Nhưỡng ký gửi các địa phương hoặc sở ngành. Để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án hình sự trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban ngành cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra rà soát, thống kê danh sách và kết quả thực hiện các nội dung tại các văn bản kiến nghị, phiếu chuyển đơn hoặc văn bản khác do ông Lưu Bình Nhưỡng ký với chức vụ đại biểu Quốc hội hoặc phó trưởng ban, ban dân nguyện, ủy ban thường vụ Quốc hội gửi đến trong thời gian từ tháng 7 năm 2016 đến nay, kể cả các nội dung giải quyết đề nghị của ông Lưu Bình Nhưỡng do tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chuyển đến đơn vị. Theo đó, danh sách tiếp nhận xử lý văn bản do ông Lưu Bình Nhưỡng gửi đến bao gồm các thông tin như ngày ký văn bản kiến nghị, phiếu chuyển đơn, tên cơ quan tổ chức cá nhân gửi đến ông Lưu Bình Nhưỡng, nội dung kiến nghị của ông Lưu Bình Nhưỡng, đối tượng kiến nghị, tên dự án, vụ việc, nơi nhận văn bản của ông Lưu Bình Nhưỡng, kết quả xử lý, giải quyết, số ngày văn bản phúc đáp gửi ông Lưu Bình Nhưỡng. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình Lại Hợp Mạnh vừa báo cáo trước Hội đồng Nhân dân tỉnh và cử tri Nhân dân tỉnh Thái Bình về tình hình vi phạm, tội phạm năm 2023. Kết quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát, điều tra, xét xử án hình sự, việc khởi tố bắt tạm giam đối với ông Lưu Bình Nhưỡng. Ông Lưu Bình Nhưỡng sinh ngày 4 tháng 2 năm 1963, quê ở xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, Thái Bình. Ông là tiến sĩ luật, nguyên là đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Bến Tre. Khi bị bắt, ông làm phó trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15. Việc khởi tố bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng căn cứ vào kết quả điều tra vụ án Phạm Minh Cường, tức Cường Quắt, sinh năm 1986, trú xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, Thái Bình, người có 3 tiền án là băng nhóm xã hội phức tạp đã thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2020 đến 2022, Cường và đồng phạm đã cưỡng đoạt của một số doanh nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác tại mỏ cát ven biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy với gần 5 tỷ đồng. Thông qua việc Cường và đồng phạm tự ý xác lập các quyền sở hữu trái phép như cắm cọc, lập vây, lập chòi các bãi chiều có diện tích khoảng 180 ha, gây sức ép buộc các doanh nghiệp phải trả tiền theo khối lượng cát khai thác được với giá 1.500 đồng trên mét khối cát và nhân với 700 mét khối trên tàu. Theo phương thức đếm tàu tính tiền, tức là một tàu vào khai thác cát khoảng 700 mét khối, muốn đi qua bãi của Cường phải nộp hơn 1 triệu đồng. Quá trình cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp, Cường đã bị một số nhóm đối tượng xã hội cản trở, gây khó khăn, dẫn đến việc chiếm đoạt được tiền của doanh nghiệp bị hạn chế. Do có mối quan hệ từ trước, ông Nhưỡng từng nhận Cường là cháu, Cường từng nói ông Nhưỡng là bố nuôi. Cường đã nhờ ông Lưu Bình Nhưỡng can thiệp, tác động với cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình để các nhóm xã hội này không gây sự, gây khó khăn nữa. Sau đó, Cường tiếp tục thực hiện việc cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp. Hành vi phạm tội của bị can Lưu Bình Nhưỡng là đồng phạm với vai trò giúp sức để Phạm Minh Cường cưỡng đoạt tài sản. Việc khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Lưu Bình Nhưỡng được dư luận xã hội và cử tri quan tâm. Các thế lực thù địch, phản động, các đối tượng cơ hội chính trị trong và ngoài nước, những thế lực xấu đã lợi dụng vụ việc này, tung hô, lấy cớ xuyên tạc, vu cáo chống đảng, nhà nước. Đây là luận điệu kích động, xuyên tạc thường thấy của các thế lực thù địch nhằm đánh tráo bản chất vấn đề. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình nhấn mạnh, việc khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét được pháp luật quy định rất chặt chẽ, nhất là Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự. Không một cơ quan nào có thể tự mình quyết định và thực hiện được. Tất cả các hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng đều thực hiện theo quy trình, quy định, có cơ chế kiểm soát. Hoạt động của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh giám sát trực tiếp toàn diện, chịu trách nhiệm về việc phê chuẩn khi có đủ căn cứ theo quy định. Nếu để xảy ra oan sai, cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định. Quá trình giải quyết vụ án, các cơ quan thi hành tố tụng cũng xác định ông Lưu Bình Nhưỡng có những đóng góp tốt, có nhiều kiến nghị về những vấn đề xã hội phải ghi nhận. Tuy nhiên, một người có thể đúng chỗ này, đúng chỗ khác nhưng không giữ gìn thì khi vướng mắc cũng phải xử lý. Ông Nhưỡng có vi phạm, phạm tội cũng phải xử lý. Việc khởi tố xử lý hình sự này thể hiện quan điểm của Đảng và Nhà nước ta là không có vùng cấm, không phải là nguyên đại biểu Quốc hội hay người nổi tiếng vi phạm pháp luật thì được miễn trừ,
bất cứ ai nếu vi phạm pháp luật sẽ phải chịu trách nhiệm xử lý theo đúng quy định. Quá trình thi hành lệnh bắt khám xét, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã thu giữ, quản lý nhiều đồ vật tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác đang được điều tra xác minh và phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, đảm bảo toàn diện, triệt để, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Cơ quan cảnh sát điều tra đã có văn bản gửi tất cả đoàn đại biểu, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố kiến nghị yêu cầu rà soát, báo cáo những phiếu chuyển đơn của ông Lưu Bình Nhưỡng ký từ năm 2016 đến nay. Các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Thái Bình cảm ơn sự quan tâm của cử tri và nhân dân, song đề nghị nhân dân không nên sốt ruột nghi ngờ mà cần tìm hiểu nhiều chiều, đánh giá công tâm, khách quan, đúng việc. Như báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa tin, ngày 14 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, 60 tuổi, thường trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo thông tin từ báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi bắt ông Lưu Bình Nhưỡng và khám xét nơi ở của ông Nhưỡng ở Hà Nội, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng được cho là liên quan đến vụ án cưỡng đoạt tài sản. Đến tối cùng ngày, công an tỉnh Thái Bình đã tiếp tục khám xét ngôi nhà của gia đình ông Nhưỡng tại xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, Thái Bình. Một lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà cho biết, vào khoảng hơn 21 giờ tối 14 tháng 11, công an đã đến khám xét ngôi nhà của gia đình ông Nhưỡng ở thôn Hà Lý, xã này và có mời đại diện chính quyền xã phối hợp chứng kiến. Theo vị này, đây là ngôi nhà đang được làm nơi thờ cúng bố mẹ ông Nhưỡng. Gia đình ông Nhưỡng về ngôi nhà này mỗi khi ở Thái Bình. Ngôi nhà không có người ở thường xuyên, phải nhờ một người hàng xóm trong nom dọn dẹp giúp hàng ngày. Tại ngôi nhà này, sau khi khám xét, cơ quan điều tra đã đo đạc, chụp ảnh lại hai cánh cổng bằng gỗ. Sau đó, lực lượng này đã lập biên bản, đề nghị địa phương tạm thời có trách nhiệm quản lý tài sản này. Trước đó, trong ngày 14 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, sinh năm 1963, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại điều 170 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Quá trình bắt, khám xét, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định. Công an tỉnh Thái Bình đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng môi trường đầu tư của tỉnh và đang tiếp tục mở rộng điều tra. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trường rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!